Và thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những cái đồng tiền của quý vị từ những phương xa tới, và cũng như là Đỗ Thanh và Quốc Thái sẽ từ từ để mà nêu danh của quý vị trên sân khấu này từ bây giờ cho đến 7 giờ tối. Bây giờ thì xin phép được trở về với phần văn nghệ, một tiếng hát mà có lẽ rằng là quý vị cũng sẽ thích thú như Quốc Thái, bởi vì anh sẽ ra đây hát và mặc một cái quân phục rất là dễ thương của quân đội chúng ta. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho tiếng hát của Thiên Thiên Lộc sau đây. Mong tìm ngày vui cho chúng mình.
kia sương xuống lạnh tình càng thiết tha như ta cố vui vì mai xa cách rồi dù thời gian chẳng có dễ qua mày nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhiều dù thời gian chẳng có dễ qua mày nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhiều dù thời gian chẳng có dễ qua mày nhưng đêm này còn ghi mãi lòng quá hay luôn, cảm ơn Thủy Thiên Lộc rất nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những mạnh thường quân đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Ông bà Nguyễn Nhật Ngọ ở Rancho Cucamonga $300, ông bà Trần Minh Quang ở San Gabriel $300, ông bà Phan Văn Ken ở Warner Robin $400, Châu Hoàng Hữu ở Westminster $50, Trần Quy ở Ann Arbor, Michigan $50, Nguyễn Văn Binh ở phía bên Oregon $100, Hoàng Ngọc Giao ở Fountain Valley $100, Lê Minh ở phía bên Barrington $100, Hoàng Phan ở Ohio $500, Nguyễn Lân và Ngô Christine ở Garden Grove $50, cảm ơn anh. Lê Đức Medical Group ở Fountain Valley, California $200, Trịnh Henry ở Washington $500, gia đình của bà Khanh ở Washington $500, Nam Sĩ Đông Incorporation ở Westminster $800, Lâm Hoàng Huy Vũ Foundation ở Westminster $200, Hồng Phúc Kim Anh ở Fountain Valley $100, Phạm Minh ở Oceanside California $50, Lê Thị Thủy ở Garden Grove $100, Nguyễn Thi Vân Hoa ở Westminster $100, Phạm Sang ở Washington $150, Nguyên US Tour Westminster $200, Cô Tâm cũng ở US Tour Westminster $50, Nguyễn Nam Hoa ở Santa Ana $300, Orange County United Way ở Irvine, California $5.67 và Trịnh Bằng Vàng ở Virginia $10. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi vẫn còn những cái danh sách đây, xin từ từ cập nhật đến quý vị. Một tràng pháo tay lớn cho tất cả mọi người quý vị nha. Thưa quý vị, nếu mà đứng trên sân khấu này để nói lên những lời kêu gọi từ tất cả quý vị, hãy ủng hộ cho chương trình Cảm ơn anh, Người thương phê bình kỳ số 18 của năm 2024. Đây là lần thứ 3 Quốc Thái đứng trên sân khấu này trong một cái hội trường rất là lớn ở tại miền Nam California để kêu gọi quý vị cũng như là tất cả mọi người trên toàn thế giới hãy giúp đỡ cho hội HO có một số tiền lớn nhỏ to bé để gửi đến tất cả các anh thương phế binh ở Việt Nam. Xin phép được hát cho quý vị nghe một bài hát ngày hôm nay để có thể mang chúng ta trở về với lại Việt Nam trong thời chiến. Đây là một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Anh Bằng. Xin phép được mời quý vị thưởng thức sau đây với ban nhạc của chúng tôi. Xin quý vị một tràng pháo tay lớn với ban nhạc đi, rồi Quốc Thái sẽ hát cho quý vị. Và sau khi Quốc Thái hát xong rồi, có hay có dở hay gì đó, Quốc Thái cũng xin phép được cầm cái thùng để mà xuống quyên góp từng quý vị một. Quý vị đồng ý không ạ? Đó, cho Quốc Thái một tràng pháo tay đi quý vị. Thương đến
lắng nghe Việt Nam này. Còn tiếng khóc đi vào đêm trường, còn tiếng khóc đi vào đêm trường chiến miên. Hay lắng tiếng nói vang trong tâm hồn đời người ơi, con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Tôi đi chinh chiến qua bao năm trường dài miệt mài, và hồn tôi mang vết thương trần ai. Có những lúc tiếng chuông vang vang vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu, bâng khuâng nghe súng vang trong xa mờ buồn gục đầu, nghẹn ngào cho non nước tôi trong ngàn u sầu. Thương đế ơi có thấu, cho Việt Nam này nhiều sóng gió trôi giạt lâu dài, từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn. Thương đế ơi hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn u phiền. Còn tiếng khóc đi vào đêm trường chiến miên. Có những lúc tiếng chuông vang vang vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình. Sóng gió trôi giạt lâu dài, còn tiếng khóc đi vào đêm trường miệt mài. Thương đế ơi hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn đau phiền. Còn tiếng khóc đi vào đêm trường chiến miên. Có lúc những tiếng chuông vang vang vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình. Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình.
ơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đó là nhạc phẩm Đêm Nguyện Cầu của cố nhạc sĩ Lê Minh Bằng. Cảm ơn với những tràng pháo tay của quý vị. Thế thì nếu quý vị đang ở đây, xin phép được giúp đỡ cho những người thương phế binh ở Việt Nam quý vị nhé. Một sen, một đồng của quý vị cũng sẽ làm cho những người đó hạnh phúc hơn trong những ngày tới đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì Quốc Thái xin phép. Cảm ơn chị với những tràng pháo tay này. Và bây giờ thì Quốc Thái xin phép được nhường sân khấu để cho một người ca sĩ nữa lên sân khấu hát. Trong khi đó thì Quốc Thái sẽ cầm cái thùng donation xuống, đi từng người một. Quý vị có một sen cho Quốc Thái, một sen cho nó ấm lòng. Một đồng cũng được, hai đồng cũng được, cho 100 đồng Quốc Thái vỗ tay nhiều. Thank you very much. Và bây giờ thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ dễ thương, sống động sân khấu ngày hôm nay, Kha Hồng Nhung. Em cảm ơn anh MC Quốc Thái. Kha Hồng Nhung xin mến chào tất cả quý vị. Xin mến chúc tất cả các cô, các chú, bác được mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Và Kha Hồng Nhung xin gửi đến nhạc phẩm Trống Vắng. Chiếc lá rung rơi theo cội nguồn, lá rơi. Từ khi anh đến dìu em trong cuộc đời, nhớ thêm. Giờ đây sao trong vắng? Và dĩ vãng tha rằng anh nói tiếng chia tay, tha rằng biết đến để em không buồn đau, tha rằng biết đến làm chi trong vắt chiều nay sống trong lòng em, tình em còn đây còn trong nồng say và em chờ ai đợi hai, tình em còn đây còn trong lòng say và em ngồi đây chờ ai đợi em. Wow. Chiếc lá rung rơi theo cội nguồn, lá rơi. Rồi khi anh đến dìu em trong cuộc đời, nhớ thêm. Giờ đây sao trống vắng, nhớ anh em. Tha rằng biết đến để em không buồn đau.
chiếc lá rung rỡ theo khói nguồn. Lá rơi ngồi nhìn chiếc lá rung rỡ theo khói nguồn. Khi anh đến yêu em trong cuộc đời, nhớ thêm rồi khi anh đến yêu em trong cuộc đời. Khang Như Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bà hát tiếp, Khang Như Xin gửi đến quý vị bà hát đồng tên Có Nhớ Đêm Nào. Về chung với nhau nơi này, tìm đến hoa khúc sớm vầy, tình xuân ngất người ta khu say. Có nhớ đêm nào, nhớ phút ban đêm đã chót yêu nhau, xin tìm nhau. Nhà hoa khúc niềm say, chim đắm trên mây, lòng ngát niềm thương. Ơi tình đã chót vơi trao, ngàn kiếp về sau nào còn phai màu. Còn nhớ đêm nào mình chung ánh trăng mơ màng, hạnh phúc tìm đến đây rồi và đời là một bài thơ. Chung với nhau nơi này, tìm đến hoa khúc xứ vầy, tình xuân ngất người ta cù say. Có nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu đã chót yêu nhau. Nhà hoa khúc niềm say, chim đắm trên mây, lòng ngát niềm thương. Tình đã chót đôi trao, ngàn kiếp về sau nào có phai màu. Còn nhớ đêm nào mình chung ánh trăng mơ màng, đến đây rồi và đời là một bài thơ. Hạnh phúc tìm đến đây rồi và đời là một bài thơ. Thank you Khang Như Xin, quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn phần trình diễn vô cùng say sưa của nữ ca sĩ Kha Hồng Nhung. Và bây giờ để tiếp tục chương trình văn nghệ, tôi xin được giới thiệu cùng quý vị một khuôn mặt vô cùng quen thuộc và đồng thời anh có nhiều tài năng. Người đó không ai khác, đó là anh Bùi Phát.
Anh hiện là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali và đồng thời là nghị viên, cựu nghị viên, cựu phó thị trưởng của thành phố Gadango. Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của anh Bùi Phát qua nhạc phẩm Dã Từ Vũ Khí. Vâng, xin mời anh Bùi Phát. Xin thân ái chào toàn thể quý khán thính giả và đồng hương khắp nơi. Xin mời quý vị nghe một bài tình ca hết sức là trữ tình, bài Bên Bờ Đại Dương của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng. Nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung. Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang, vượt núi rừng ra miền Trung, vào tới ruộng ngọt phương Nam. Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trong máu xương từng thắng ca bài thành công. Dân nước tôi dòng giống hùng cường lạc long, làm gái toàn là trưng vương, làm trai dạn hồn quang trung. Ai ơi, ai có mơ mộng chung khối tơ đồng của một giống non sông vinh quang. Ai ơi, ai biết chăng rằng hương súng đâu diệt được nòi giống muôn năm vinh quang. Anh với tôi từng sống bên bờ đại dương, em với tôi còn thắm trong lòng niềm thương. Đất nước tôi còn gió độc lập Trường Sơn, còn núi tràn đồng phương Nam, còn xóa được hồn quê hương. Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trong máu xương từng hát ca bài thành công. Dân nước tôi dòng giống hùng cường lạc long, làm gái toàn là trưng vương, làm trai dạng hồn quang trung. Ai ơi, ai có mơ mộng chia khối tơ đồng của một khối non sông vinh quang. Ai ơi, ai biết chăng rằng gươm súng đâu diệt được nòi giống muôn năm hiên ngang. Anh với tôi từng sống bên bờ đại dương, em với tôi còn thắm trong lòng niềm thương. Đất nước tôi
còn gió độc lập chuông sơn, còn lúa tràn đồng phương nam, còn xoài được hơn quê chân thành cảm tạ. Và chúng tôi trong năm 2024 năm nay đã đóng góp cho các thương phê bình 2,000 đô la. Chúng tôi cũng trân trọng xin tất cả quý đồng hương, chúng ta hãy đóng góp hơn. Những ai chưa đóng góp thêm, những ai chưa đóng góp xin hãy đóng góp, và những người nào đã đóng góp rồi thì xin đóng thêm một vài đồng nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị vừa thưởng thức một ca khúc rất ý nghĩa và xúc động do anh Bùi Phát gửi đến toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, trước đây độ ít phút, MC Quốc Thái cũng như ban tổ chức và một hội đoàn là nhóm Võ Bị đã trình trước mặt quý vị một cái check vô cùng nặng ký, đó là 24.490. Nhưng sau đó ít phút, như quý vị biết, một trong các thành viên trong nhóm vừa rồi nói là cái check này sẽ được tăng lên. Và đúng là như vậy, chỉ sau có vài phút thôi, check này đã được tăng lên với sự đóng góp của ba niên trưởng trong gia đình của Võ Bị Quốc gia. Thứ nhất là của niên trưởng Phạm Minh Đức thuộc khóa 16, niên trưởng Lê Cầu thuộc khóa 18 và niên trưởng Nguyễn Trọng Việt khóa 23. Cả ba vị niên trưởng của Võ Bị này đã đóng góp là 300 đô la cho cái nhóm vừa rồi đã trình diện trước mặt quý vị. Do đó, tổng số cái số tiền mà nhóm Võ Bị này đã cống hiến cho các anh em thương phê bình tổng cộng là 24.790 đô la. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các niên trưởng, các chiến hữu trong đại gia đình Võ Bị Quốc gia đã tỏ lòng thương yêu đối với các anh em thương phê bình vô cùng lớn lao. Vâng, một lần nữa xin trân trọng. Và bây giờ xin mời chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng là hội trưởng Hội Cảnh sát Quốc gia lên đây để trao một tấm check cũng nặng ký vô cùng, nặng ơi là nặng, cho Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Bình, để từ đó sẽ gửi về để yểm trợ cho các anh em phế bình trong nhà. Xin mời chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng. Và vừa rồi, quý vị có được thưởng thức một giọng ca của anh Thiên Lộc. Ngoài đóng góp tài khả năng về nghệ thuật để cống hiến cùng quý vị, anh còn đóng góp cho các anh thương phê bình một số tiền không nhỏ là 300 đô la. Xin cảm ơn sự đóng góp của anh Thiên Lộc. Và bây giờ xin mời chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng, xin mời niên trưởng Nguyễn Thanh Thủy thay mặt cho Hội HO cũng như ban tổ chức nên đón nhận cái lòng hảo tâm của tất cả các chiến hữu trong gia đình của Cảnh sát Quốc gia Việt Nam. Dạ, xin mời niên trưởng Nguyễn Thanh Thủy và chiến hữu Bùi Đẹp nên đón nhận lòng hảo tâm của tất cả các chiến hữu Cảnh sát Quốc gia. Vâng. Kính thưa quý vị hiện diện, kính thưa toàn thể quý vị trên thế giới, chúng tôi xin đại diện Hội Ái hữu Cảnh sát Quốc gia Nam Cali đầu tiên chân thành cảm tạ quý vị Mạnh Thường Quân đã tạo ra cái tâm check này, và đặc biệt ngày hôm nay tôi xin được cảm ơn một chiến hữu mà đã liên tục nhiều năm là người đầu tiên trong cái việc mà yểm trợ chương trình Đại Nhạc Hội Thương Binh Bến Qua Phụ, chiến hữu Nguyễn Hải Sơn. Và năm nay Đại Nhạc Hội kỳ 18 này, chiến hữu Nguyễn Hải Sơn cũng tiếp tục
giúp cho số tiền là 3.000 đô la để cùng với tấm check này mà trao tới ban tổ chức. Vâng, xin được chuyển tới ban tổ chức chị hội trưởng Nguyễn Thanh Thủy, tấm check của hội Ai Hữu Kiến Số Quốc gia, và cũng như chuyển tới anh Bùi Đạt, ban tổ chức. Vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, hôm nay thì hội cảnh sát năm nào cũng giúp cho chúng tôi, mà năm nay là riêng hội cảnh sát quốc gia Nam Cali là đã quyên được bao nhiêu tiền đây. Thì tôi cũng xin thưa là cái này là do tất cả các anh máy khóa ở tại Nam Cali là đóng góp vô. Và tôi cũng xin thưa là tôi có nhận được ở bên Texas nữa, hội cảnh sát cũng gửi qua được trên 1.000 nữa. Và đó là hội rất là chân thành cảm ơn tất cả anh em cảnh sát quốc gia ở tại Nam Cali, và cũng mong rằng các anh đó sẽ còn đóng góp tiếp tục nữa và sẽ gửi về cho anh Nguyễn Văn Hưng. Và tôi xin cảm ơn tất cả. Và xin cảm ơn tấm lòng ưu ái của tất cả các chiến hữu trong đại gia đình cảnh sát quốc gia. Kính thưa toàn thể quý vị, sau đây tôi xin phép để được giới thiệu cùng quý vị một MC không gì là lạ đối với chúng ta trong cái sinh hoạt của cộng đồng miền Nam Cali này, đó là MC Khánh Hoàng. MC Khánh Hoàng đã từng đóng góp trong cái tài nghệ của mình không những cho các hội đoàn mà đặc biệt cho hội HO cứu trợ thương phi binh trong các kỳ đại nhạc hội vừa rồi. Hôm nay anh cũng đi chạy show tùm lum ta lả, nhưng anh cố gắng quay về đây để đóng góp, để hiện diện trước mặt đây để trả lễ đối với quý vị cũng như các anh em thương phi binh. Và bây giờ tôi xin nhường lời lại cho MC Khánh Hoàng để tiếp tục chương trình văn nghệ của chúng ta hôm nay. Và đặc biệt tôi thấy có sự hiện diện của các ca sĩ nổi danh trong làng âm nhạc của chúng ta. Quý vị đã biết các ca sĩ này ngay từ thời xa xưa. Tôi xin giấu tên, lát nữa quý vị sẽ được thấy chiêm ngưỡng dung nhan và tài nghệ của các ca sĩ đó nha. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị và cảm ơn các ngành nghệ sĩ. Cảm ơn anh Quốc Thái. Dễ cảm ơn quá. Khánh Hoàng. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chú. Anh em mình lại gặp nhau lại. Lại gặp nhau, đứng cạnh bên anh Quốc Thái và Đỗ Thanh là một niềm vinh dự. Và vinh dự hơn khi mà Khánh Hoàng được góp tiếng nói của mình, góp một công sức nhỏ bé của mình trong chương trình Đà Nhạc Hội Cảm Ơn Anh, để được tổ chức rất là thường xuyên và với sự ủng hộ của rất nhiều quý đồng hương từ khắp mọi nơi. Em tới trễ, không phải là tới trễ mà em sẽ phụ trách phi giờ cho đến 7 giờ tối. Anh Cố Thanh và anh cũng đã làm việc này rồi, nhưng mà em cho anh một chút xíu ý nghĩa về cái chương trình này. Anh với em đứng trên sân khấu này 3 lần cùng với nhau rồi. 3 lần. Thì bây giờ cho một chút xíu cảm nghĩ trong cái năm này. Tại vì thời gian thay đổi, con người thay đổi. Thế thì đối với em ra sao đây? Kính thưa quý vị, đặc biệt là tất cả quý vị nào đang theo dõi chương trình live trực tiếp trên các đài truyền hình, trên các hệ thống YouTube, thì quý vị cũng biết là Khánh Hoàng được cô Thủy mời tham dự chương trình này qua sự giới thiệu của anh Khanh Nguyễn là director cho cái chương trình livestream này. Thì Khánh Hoàng rất là vui khi được góp sức của mình, bởi vì quý vị cũng biết Khánh Hoàng cũng là một trong những người con của HO và cũng rất là vui khi tham dự chương trình này. Không những cái sự đóng góp của tất cả quý vị mà Khánh Hoàng được tận mắt nhìn thấy các cô chú, các anh chị trong những bộ quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tất bật lo cho chương trình này từ đầu đến cuối. Cho nên Khánh Hoàng là một người con của HO, lúc nào cũng muốn đóng góp cái tiếng nói của mình để mà ngõ hầu làm ấm lên một cái tình đồng đội của tất cả các cô chú đã có từ mấy chục năm qua, và cũng đồng thời làm ấm lên cái tình đồng hương của tất cả chúng ta, dù ở xa quê nhà, dù ở không gần nhau, dù trải qua biết bao nhiêu biến cố đại dịch, nhưng mà chúng ta vẫn luôn có nhau, dù ít dù nhiều chúng ta vẫn luôn hỗ trợ cho nhau. Đó là những điều mà Khánh Hoàng tâm đắc nhất. Hay quá, cảm ơn. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho anh chàng MC đẹp trai của Quốc Thái trên sân khấu này đi quý vị. Dạ. Thank you Khánh Hoàng.
Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cô Thái cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị sau bài hát Đêm Nguyện Cầu. Cô Thái đã cầm cái thùng donation xuống và mỗi quý vị đã bỏ đồng tiền của quý vị vào đó. Cô Thái cảm ơn quý vị rất nhiều. Những đồng tiền này sẽ gửi đến cho tất cả các anh ở bên Việt Nam quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban nhạc của anh Trường. Bởi vì khi quý vị xuống đó, khi Cúc Thái xuống đó thì quý vị nói rằng là ban nhạc đánh hay quá với cái nhạc phẩm Đêm Nguyện Cầu. Thì một lần nữa thay mặt cho ban nhạc, Cúc Thái cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì ban nhạc thứ hai sẽ bắt đầu từ bây giờ cho đến buổi tối ngày hôm nay. Xin phép được giới thiệu đầu tiên thì xin phép giới thiệu đến quý vị anh Nghĩa Sữa. Đó là on piano and keyboard ban nhạc. Quý vị cho một tràng pháo tay lớn cho anh em vui vẻ cái đi. Thưa quý vị, nhạc sĩ Lê Sĩ Dự cùng với Quốc Thái đã lâu lắm rồi. Một tràng pháo tay thật lớn cho Lê Sĩ Dự. Thưa quý vị, on drum ngày hôm nay thì có anh nhạc sĩ Phụng vừa mới bước lên sân khấu. Kế tiếp thưa quý vị, đó là anh Luân on guitar bass. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc ngày hôm nay. Và thưa quý vị, xin một lần nữa, quý vị đang ở nhà xem chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể tới đây bởi vì sao? Bởi vì xem TV đã hay rồi, nhưng mà tới đây xem lại còn hay hơn nữa. Không khí nó rất là vui. Không khí rất là vui. Đặc biệt không quảng cáo cho quý vị. Ai coi TV bị quảng cáo. Hoàng giới thiệu cái khu vực này cho mọi người biết đi. Tại vì nhiều người đang mô sai là mặc nô với già tới đây đi. Dạ, kính thưa quý vị, nếu mà quý vị đang ở nhà, quý vị đang coi YouTube, mà quý vị ở gần khu Orange County thì quý vị hãy đến đây, vừa mát mẻ nè, vừa sạch sẽ nè, không khí rất là trang nghiêm và vui vẻ nữa. Và Khánh Hoàng được thấy ở bên ngoài, các cô chú đã trưng bày những cái xe Jeep, rồi những cái phẩm vật mà rất là giá trị. Và không khí ở tại QD Venue ở ngay trên đường Garden Grove, góc đường Beach, là nơi mà Vũ Sư Quốc Dương đã làm chủ nơi này và đã tài trợ cho chương trình này, một nơi rất là thân quen, rộng rãi, thoáng mát, và đặc biệt là có sự xuất hiện của rất nhiều quý vị đồng hương chúng ta tại nơi đây. Cảm ơn Khánh Hoàng rất nhiều lời giới thiệu này. Và chúng tôi xin kêu gọi tất cả quý vị, nếu mà có nghe hoặc là có nhìn thấy ở trên đài TV mà quý vị gần khu vực này, làm ơn tới, hoặc là quý vị mà có bạn bè thân hữu và cái ông hàng xóm á, thì quý vị nâng điện thoại bảo rằng là chương trình đang hay lắm. Bởi vì sao quý vị biết không? Chúng tôi nhận thấy được có nữ danh ca Phương Hồng Khuế đã có mặt rồi. Vỗ tay quý vị ơi. Trang Thanh Lan đã có mặt rồi. Mai Thanh Thúy cũng đã có mặt. Hoàng Anh Thư đã có mặt rồi. Và còn nhiều nhiều anh chị em ca nghệ sĩ nữa đang từ từ bước vào. Ca nghệ sĩ Nguyễn Đức Đạt. Rồi, và bây giờ thì thưa quý vị, thay đổi không khí một chút xíu, xin quý vị hướng về sân khấu để nghe phần cổ nhạc quý vị nhé, với nghệ sĩ Philip Nam và Cẩm Thu. Thank you. Cảm ơn. Hồi nãy mình giới thiệu bằng nhạc cho em giới thiệu anh này nữa. Mình không thể thiếu, đó là anh Tuấn Châu. Guitar nãy anh chưa lên. Dạ, Tuấn Châu. Thank you. Cảm ơn Hoàng Văn nữa. Rất nhiều kính thưa quý vị, rất là sung sướng là hàng năm được sự tin tưởng của ban tổ chức cũng như là cô Thúy mời đến đây để cô Thúy đã mời đến đây để gửi tiếng hát của mình cũng cho tất cả quý vị đang ngồi trong khán phòng ngày hôm nay, cũng như tất cả quý bà con cô bác ở khắp mọi nơi trên đất Mỹ cũng như là trên thế giới. Philip Nam và Cẩm Thu xin được gửi đến tất cả quý vị một bài tân cổ giao duyên, rồi sau đó Nam và Thu sẽ trở vào trong và trở lại với một trích đoạn nói về người hùng của dân tộc chúng ta, đó là Ngô Quyền. Và kính thưa quý vị, vâng, cũng như anh Quốc Thái có nói, sau khi Philip Nam trình diễn bài cổ nhạc, Philip Nam sẽ đến từng chiếc ghế của tất cả quý vị và cầm theo chiếc thùng. Nếu quý vị có thương Philip Nam và thương tất cả các cô chú đang còn kẹt ở bên Việt Nam, xin quý vị cứ cho từ 1 cent, 10 đồng, 50 đồng hay là 2 đồng, bao nhiêu cũng được. Vâng, chút xíu nữa Nam và Thu có gửi đến quý vị bài tân cổ này có hay hay là có dở thì mong quý vị hãy niệm tình. Nam sẽ đến từng nơi và mong quý vị cùng thưởng thức với bài tân cổ giao duyên, tiếng hò miền Nam, nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Di và lời giọng cổ của cố soạn giả Diễn Châu. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức cho. Xin cảm ơn. Thank you.
về gia đình đồng nai dùng đất đỏ rồi ra biên qua a li hò lơ a li hò lơ quê em mãi tầng hà tiên có hàng tiêu tình quyến luyến theo em tới miền Cần Thơ dưới hàng dừa cao trái thơm ngọt ngào ruộng đồng lúa trổ bông mau lặt luồng cá lội sông sẽ kết đôi lòng em hỏi tôi anh lên Đồng Nai hay về gia đình. Tôi không trả lời em bởi mãi nhìn mãi tóc em bay bay trước gió rồi bước dội xuống quang đò. Khi ấy tôi mới nói tôi muốn ngồi đây để nghe tiếng em hò. Em mở dây gió đò tách bông thả theo dòng nước biết lặng lờ trôi. Tôi chỉ tay về phía bên sông, cô gái cười duyên rồi khẽ gật đầu. Ôi chiều Sài Gòn sao bỗng thấy nao nao khi nghe từ xa tiếng còi tàu dục gia. Cầu thủ ngữ đò trôi theo nước biết chảy xuôi dòng. Lần cuối tiễn đưa anh mà thắt theo trong lòng. Nhìn ánh điện lung linh chập chờn trên đường sông. Sao em bỗng nghẹn ngào trong giờ phút chia. Tôi bước lên bờ, cầm tay em mà khẽ nói, hẹn nhau ngày tái ngộ. Giấc ngủ đêm đêm sao nghe buồn bã quá, khi tiếng còi tàu vang vọng giữa trời khuya. Oh,
bài ca thương nhớ đã bao năm. Ước sao chúng ta lên đường rồi cùng về diễn thăm miền Tây. Nghe hương nhắn thơm ngát ngào lòng bồi hồi nhớ thương người xưa. Nắng thu tàn khi nước lớn đầy sóng qua phượng dị cuối mùa bay. Trên con thuyền bé nhỏ để chờ anh trở lại bên anh kia. Quanh què trời thu tắt liền nắng ban chiều. Cô gái Thủ Thiêm về thăm quê ngoài, đang ngồi đợi mình trên bến đò ngang. Em sẽ đưa anh đi khắp miền sông nước Hậu Giang, để anh có dịp nhìn phong cảnh đẹp của một miền châu cổ. Đất Cần Thơ có cây lành trái ngọt, gái Cần Thơ duyên dáng mặn mà. Dải rừng thông tuyết bay mờ mịt, tôi bỗng nghe lòng khắc thẻo nhớ quê hương. Nhớ từng tiếng hò trên bến Thủ Thiêm, nhớ ngôi đình cũ kỹ bên cội đá và nơi xóm nhỏ. Trở lại quê hương để tìm người năm cũ, để tình đôi ta được gắn trọn đời. Bắt nôn mà nướng lửa lò cho mấy ai ghé được con đò Thủ Thiêm. Tiếng hò vang vọng miền Nam, miền Nam tình nghĩa, miền Nam thanh bình. Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần trình diễn của hai nghệ sĩ cổ nhạc Philip Nam và Cẩm Thu. Để bây giờ thì Khánh Hoàng cũng xin đọc một số quý vị mạnh thường quân đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Liên tục, không những ngày hôm nay không mà mấy lần trước, những chương trình đại hội Cảm ơn Anh lúc nào cũng bảo trợ. Đó là ông bà Trần Văn Đệ từ Kenwood nha quý vị, từ Kenwood, Michigan, đã bảo trợ chương trình $200. Ông bà Cầu Văn Võ, ông bà Cầu Văn Võ là MD, là bác sĩ đó quý vị, ở tại Westminster, bảo trợ chương trình $200. Ông Bùi Huy Phong ở tại Fountain Valley, bảo trợ $200. Ông Hoàng Văn Bích tại Reseda của California, bảo trợ $200. Ông Hoàng Hằng Vân tại Reseda, bảo trợ $50. Phạm Bá Hiền tại Reseda bảo trợ $50. Ông bà Trần Quang Hồng tại Los Angeles bảo trợ $300. Ông bà Đặng Hồng Việt tại Fremont, California bảo trợ $500. Và ông bà Trịnh Văn Thanh tại Montclair, California bảo trợ $500. Bà Nghiêm Lenny tại Fountain Valley bảo trợ $600. Và ông bà Tạ John và Tạ Phạm Mai Đào tại Lanuga, Laguna Niguel bảo trợ $1,000. Vâng, những cái sự bảo trợ của tất cả quý vị mạnh thường quân ở khắp mọi nơi đã nói lên cái tinh thần của người Việt Nam chúng ta, cũng như là cái lòng biết ơn
không những là lòng biết ơn của sự cống hiến của các quân dân cán chính, những đồng đội đang còn kẹt tại quê nhà, mà lòng biết ơn gửi tặng đến cho quốc gia Hoa Kỳ này nữa, kính thưa quý vị. Và đặc biệt đó là Phương Nga Võ từ Philadelphia đang theo dõi chương trình live trên YouTube, đã bảo trợ cho chương trình $500. Anh có bổ sung nhiều mà. Cảm ơn Khánh Hoàng. Quý vị thấy là nãy giờ anh em chúng tôi, nhất là các MC đây, phải nói là rất là mỏi, là vì đọc cái danh sách các ân nhân, các nhà mạnh thường quân, các vị hảo tâm quá trời. Cái điều này làm cho ban tổ chức chúng tôi nói riêng, cũng như tôi chắc chắn là các em thương phế binh ở Việt Nam, như tôi có nói là tôi có một người bà con ở Việt Nam liên lạc qua, là mấy anh em thương phế binh ngồi lại với nhau, theo dõi trên YouTube, trên các phương tiện truyền hình. Các anh em có người tôi thấy khóc nữa, tại vì ông bạn có gửi cho tôi trong cell phone, tôi thấy. Điều đó làm cho các anh em nức lòng. Do đó chúng tôi không ngại để mà phải đọc rất nhiều những danh sách. Lát nữa Khánh Hoàng còn đọc tiếp nữa phải không ạ? Vâng, tiếp tục cái chương trình các đại ân nhân đã yểm trợ tài chính để giúp đỡ các anh em thương binh. Tôi xin tiếp tục. Niên trưởng La Trinh Tường, mũ đỏ Nam Cali, $100. Bác sĩ Diêm Trương, $50. Becky Bạch Cúc Vũ thuộc thành phố Santa Ana, $300. Nhóm thương yêu đời lính gồm các chiến hữu Phạm Minh Đức, khóa 16, võ bị Đà Lạt, Lê Cầu, khóa 18, võ bị Đà Lạt, và Nguyễn Trọng Việt, $300. Vừa rồi tôi cũng đã phổ biến cái này rồi. Một lần nữa xin cảm ơn ban liên trưởng. Trung Thị Đỗ, Santa Clara, $300. Chương trình vui buồn đời lính, vui buồn đời lính là nhiều lắm rồi nha, $500. Chương trình xin lỗi, Trần Quốc Cường và Trần Kiều Lan thuộc thành phố Garden Grove, $50. Thiên Thiên Lộc, Santa Ana, $300. Phương Mai Nguyễn và Nguyễn Văn Tạo thuộc thành phố Dana Point, $200. Và ca sĩ Tường Vi vừa rồi đã đánh góp tài nghệ cho chúng ta thưởng thức, và đồng thời lại còn giúp các anh em thương binh, $126. Và xin cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã tỏ lòng thương yêu dành cho các anh em thương phế binh. Xin thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các nhà mạnh thường quân vừa rồi. Và nhân thể tôi xin bổ túc danh sách các quan khách đã tới tham dự buổi đại nhạc hội ngày hôm nay. Tôi thấy có sự hiện diện của chiến hữu Nguyễn Huệ thuộc cựu sinh viên sĩ quan Tổng hội trưởng Tổng hội Võ Bị Đà Lạt. Ký giả Phạm Khanh thuộc đài Lido Sài Gòn TV. Chiến hữu Phạm Gia Đại, Tổng hội Phó Nội vụ Tổng hội Cựu Tù nhân Chính trị tại Việt Nam. Và Nguyễn Phan Robert, Mục sư Christine Chapel Orange County, đồng thời là giáo sư ở Garden Grove. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện trong buổi đại nhạc hội hôm nay, và chúc quý vị theo dõi chương trình và thưởng thức phần văn nghệ một cách vui vẻ và bằng an. Xin cảm ơn quý vị.